Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game hạt tạ chiến, mình đây từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin một like và một subscribe của channel phát triển nhanh của người rất nhiều. Ok, và mong rằng anh em sẽ vote đăng ký kênh giúp kênh sớm đạt mốc 60.000 đăng ký anh em, vì khoảng cách không còn quá xa các bạn. Mong rằng anh em sẽ sớm giúp kênh đạt 60.000 đăng ký nha, cảm ơn mọi người. Tối nay quay trở lại video không chiều tối nay thì chúng ta lại tiếp tục về với mini game tặng thẻ cào Wilbur Super Game từ đường phố anh em, và cùng nhau đi cập nhật tình hình qua các sự kiện. Hiện tại thì tôi vừa check qua anh em, chúng ta đã có thời gian thông báo về livestream và có thông tin về từng mới chính xác anh em. Hiện tại 5 giờ chiều, hiện tại khi mà các bạn đang xem clip này thì buổi livestream của Nami vừa tròn kết thúc. Ok, và chuẩn bị đến buổi công chiếu của từng mới anh em. Rồi, giờ thì trước tiên chúng ta điểm qua câu hỏi anh em. Vai trò của Nami là gì? Tấu hài, linh vật, thuyền trưởng, không phải. Cá quỷ ở Peruk tên là gì? Ước mơ của Sanji là gì anh em? Đó, tìm ra chân thực, lịch sử chân thật. Shop nào có bán bảo vật? Và câu hỏi cuối cùng là điệu cười của Rook tên là gì? Ok các bạn, giờ thì chúng ta sẽ quay qua fanpage cho anh em nhé, để điểm qua thông tin đấy. Còn đâu về mini game thì các bạn xem đến cuối video, vẫn như thường xuyên thôi. Ok anh em, hiện tại đặt giải đấu Champion 2022 livestream trực tiếp chung kết Team 16 và Team 13 cùng chào đón trận chung kết giải mùa này Champion vào lúc 18 giờ hôm nay trên fanpage hiện tại đặt đại chiến các thị trường ơi. Chúng ta nếu mà ngồi đợi được, đợi để check luôn code cho anh em thì thôi. Giờ anh em vào phần comment thì chắc cũng nhiều bạn comment rồi. Anh em nào đã xem buổi livestream thì vui lòng comment code hoặc quà lên cho anh em biết với nhé. Cảm ơn rất nhiều. Đâu có gì rồi, xin tổ hợp anh em vào video ngày mai. Ok các bạn, đây thứ anh em nói chung thông báo đầy đủ như tối nay 6 giờ anh em, 5 giờ 11 à, 40 mấy phút nữa nhưng các tôi chẳng đợi được anh em. Nên bây giờ sớm còn đi làm còn công việc nữa các bạn. Mong chờ đến sự kiện tướng mới của nhà phát hành, tích được 460 thùng bia rồi, 60k thùng bia rồi. Ôi, ảo thế, ảo thật nhờ. Anh gấu ăn cụ. đúng. Cụ thật. Anh là 460k. Ảo thật rồi, quả này là ảo rồi anh em. Thấy anh em làm được 333 hả? Được, nhìn đẳng cấp đấy. Agent tị này bảo ghép. Ừ, cái này làm sao ghép được, cái này nâng cấp mà. Đùa, cái quả này là nâng cấp này, anh em thấy gang BG chưa? Đấy, quả này nâng cấp thật anh em, có bao nhiêu đâu, 30 triệu điểm tấn công. Còn đâu HP thì là 390 tỷ đúng không? Tỷ HP. Tốc có 2 triệu tốc. Thủ thì có 480 triệu thủ anh em. Đâu đây là 30 tỷ đam anh em nội. Sorry, 30 tỷ đam con. 30 tỷ 198 triệu 578 288 ca đam đấy. Có gì đâu, cái này đâu ảo đâu anh em. Lực chiến là bao nhiêu? Nâng cơ này mà lực chiến mới là bao nhiêu? Cái này lực chiến hơi ảo này, cũng mới có 6 tỷ anh em. 6 tỷ 898 triệu anh em, hơi được chiến hơi ảo, được chiến này hơi ảo. Nâng tầm này được chiến nó phải lên cái số 8 đánh ngược chứ, nâng cái này hơi ảo ạ. Vẫn là hơi ghép một cái được chiến, được chiến là ghép này, nhìn là thấy anh em được chiến ghép rồi. Nick phản đam 100% cũng đẹp nữa, ơ đúng rồi. Ok, vẫn là thông báo về giải đấu, ok. Đây rồi các bạn ơi, lên sóng rồi anh em. Nhưng tối thứ 3 lận ai tin Kaido cho một hạ. Ủa, tối thứ 3 à? Không phải tối nay à? À ừ, 28 giờ anh em. Ngày 28, ngày 23 tháng 8. Tối mai anh em nhé, tối mai đây. Tôi vừa thấy trên đấy rồi này anh em, đây các bạn đăng lên rồi. Đây, tiêu điểm từ mới ra mắt tướng sinh nhật 2 tuổi anh em. Tối nay thì chúng ta có buổi livestream thôi. Hiện tại thì anh em xem buổi livestream đến đâu rồi. Có quà cáp gì không? Comment coi có code livestream. Tôi nghĩ là có code livestream đấy. Anh em comment code livestream cho anh em khác lấy nhá. Còn không thì lần này mà tôi rảnh tôi lên tôi comment ở phần comment, anh em qua phần comment xem có thì các bạn lấy luôn. Ở đâu không có thì đợi cuối video chơi mini game thôi. Hết. Hết những chương trình đặc biệt anh em, giờ về game nào. Ok các bạn, giờ về game anh em. Hiện tại tôi tích được vâng, hắn tích anh em, chứ được đồng thùng bia nào các bạn, 38k hồn, hơi ít hồn nhỉ. Hiện tại vẫn đang thiếu một tướng ra shop anh em. Cay thế nhờ, hiện tại vẫn đang thiếu một tướng ra shop các bạn mà không làm gì được các bạn. Ok.
Đen thế nhỉ? Nó mà tích, tôi đang bảo tôi tích cái đấy anh em. Búa này mà chưa gì đã phang rồi, vừa mới nói tích hôm qua hôm nay phang rồi. Bảo ranh anh em, hôm nay bảo ranh boss này. Đây là bảo ranh boss anh em. Ranh phát quên mất nhiệm vụ nhận quà. Ờ giờ tranh thủ còn gì chưa làm thì làm nốt thôi anh em. Kết thúc ngày hôm nay. Tối nay thì có con đây có chắc chắn là trên livestream thì chắc chắn là sẽ có quà livestream rồi anh em. Ờ tầm này cũng là có quà có code gì, tôi nghĩ là có quà có code anh em. Đùa là mình livestream là mình phát luôn quà YouTube nhưng mà chắc không anh em, bảo tớ còn code là YouTube nữa mà anh em. Chỉ là không biết đồng nào phát thôi. Tới chúng ta còn vụ bên kênh YouTube này anh em 170k đấy, mức 170k đấy. Nhưng mà tôi nghĩ có khi đùa tối nay nhà phát hành phát luôn anh em. Khả năng là tối nay nhà phát hành phát luôn rất là cao, phát cùng luôn anh em. Tối nay chúng ta sẽ có quà và có ấy, có cả mini game đấy. Anh em nào xem xong thì biết ngay rồi. Kể ra ngồi đợi được, đợi đến lúc ấy cũng được nhờ. Đợi hết livestream rồi lên check luôn cũng được thôi. Ok nào, tới nào. Ok kìa, lại quên, lại hẹo mất rồi. Lại hẹo mất chị đẹp Nami rồi. Chị đẹp Nami vô trận, 30 cụ lực chiến. Nó lâng chuẩn lại cái lực chiến nó phải khác bọt ngay anh em mấy không được. Và sao ảo lực chiến mình nghe mà sao thấp thế. Thấp một cách vô lý luôn các bạn. Đúng rồi, ui Inuzashi dọn khéo thế. Xong. Ok luôn, tới nào, tấn công. Ấy chà, ấy chà, Big Mom. Cũng căng đấy nhờ. Ấy chà, cũng căng đấy anh em. Cũng kiểu bạn căng thì chắc tôi thắng. Về đội bàn căn thì chắc tôi mềm anh em. Illusacy. À còn đâu nhắc quên mất, tí nữa quên anh em về cái vụ mà xin code nhà phát hành ấy. Từ từ các bạn. Tôi gửi mai được 2 hôm rồi thì phải. Tôi check mai được 2 hôm cho nhà phát hành rồi và hiện tại vẫn chưa có thông báo gì hết đến từ nhà phát hành anh em. Chưa thấy nhà phát hành nào trả lời luôn anh em. Chưa thấy nhà phát hành trả lời hay là có nói gì về vụ này các bạn. Nên là thôi giờ cũng vẫn ngồi đợi thôi anh em, bởi vì sự kiện sinh nhật cũng vừa mới bắt đầu đâu mà, chúng ta còn thời gian anh em, nên là giờ cũng ngồi đợi ngồi hóng thôi. Đó, giờ thì đành ngồi hóng thôi chứ làm sao giờ anh em. Ok, sự nào. Tiếp tục đến mini game anh em nhé, lên luôn mini game cho anh em chơi để không các bạn ngồi lâu. Mini game thì các bạn biết rồi, cách thức tham gia thì trước giờ chưa bao thay đổi anh em, kênh từ đường phố luôn luôn vậy. Mà hôm nay thì video trong tuần nên là chỉ có một cái thôi anh em nhé, một code thôi dành cho một bạn may mắn nhá. Ba bước các bạn tham gia, like, share video và đăng ký kênh các bạn. Đó, like và share video trên Facebook dạng công khai để đăng ký kênh và thông báo kênh từ đường phố lên giúp tôi. Và phần thứ ba các bạn xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em nhé. Ok, và câu hỏi của ngày hôm nay của chúng ta đó là, tôi đang nghĩ các bạn, nãy giờ tôi vẫn đang nghĩ. Trá quỷ của Brook tên là gì anh em? Đó, các bạn vui lòng comment câu trả lời kèm theo tên Facebook của bạn giúp tôi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Ok, đó, thì anh em chúc anh em tham gia mini game vui vẻ. Ở đâu nói là code thì code livestream hay quà livestream thì anh em qua bên comment nhé, tôi sẽ trả lời các bạn đến đấy. Vì hiện tại tôi quay video hơi sớm anh em. Đó, hiện tại 15:18 thôi. Tập này thì code quà vẫn chưa lên anh em. Mà đợt này thế Nami phát quà tuần cũng chậm nhỉ. Thường là tầm này là có quà tuần rồi mà hôm nay vẫn chưa thấy anh em. Quà VIP ấy. Bữa nay quà thứ 2 đầu tuần thì phát hơi chậm các bạn. Ok tới nào. Rồi. Ô đen tốt kiếm. Hẹn hò. Ngon lành luôn. Và cuối cùng. Trận đấu cuối cùng này anh em. Ok tới luôn nào. Hay tôi đợi đến 6 giờ ta. Ok nào mình ngồi đợi đến 6 giờ không. Thôi. Ô đen tốt kiếm này anh em. Thôi có gì hot anh em qua phần comment thêm nha các bạn nhá. Video tối nay công chiếu thế đâu anh em. Thôi video tôi kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em ở tiếp theo, các bạn dõi theo video kênh tự tự
đường phố rất nhiều, và rất mong anh em trên đại kênh một like và một subscribe ủng hộ channel sớm đạt 60.000 đăng ký ạ. Giờ thì